Hello, em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bác nhá. Để tiếp tục một cái video tiếp theo, Sally ở trên Hữu Liên này thì em quay cái cảnh nhà sàn ở bên làng bên nhá, của thủ xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn. Các bác cùng theo chân em đi khám phá cái làng bên này nhá các bác nhá. Đó, thẳng đường này là cái con đường mà đi vào ngôi làng bên này nhá các bác nhá. Cùng theo chân em đi vào khám phá nhá các bác nhá. Như trước mặt là cổng làng đây thì có ngay một cái ngôi nhà mới tu sửa lại, nhìn rất là đẹp, khang trang. Ngôi nhà này được làm lại hoàn toàn từ đầu. Ở đây có thể là cái gỗ mà nó mới, nhưng mà họ đã tút sơn lại rất là đẹp. Ở bên đằng dưới gầm thì họ đã quây vào bên dưới để cho nó gọn gàng, đẹp đẽ và sạch sẽ. Nhìn rất là đẹp, các bác nhìn thấy chưa? Nhìn đèn này, các bác nhìn đèn này, quá đẹp luôn. Sơn lại rất là bóng bẩy, mái cũng mới nha các bác nhá. Đây chắc cũng mới làm lại. Rồi, các bác nhìn đấy nha. Như ở cái clip trước thì em đã quay ngôi làng bên kia, là cái làng Cóc. Để tiếp cái video này em sẽ qua tiếp ngôi làng bên này, để cho đỡ cái thời gian nó đỡ dài thì các bác xem đỡ nhàm chán nha các bác nhá. Sẽ vào tiếp cái đường bên này nha các bác nhá. Thôi em đi qua anh một vòng ở đây cho các bác xem nhé. Nhà bên kia kìa, nhà bên kia cũng rất là đẹp. Đó, cái nhà này là nhà Bình Minh. Chỗ này là nhà chuyên để cho nó gọi là khu du lịch cộng đồng ấy. Thì các khách về đây thì vào nhà bác này ở này các bác này. Con này nhà rất là đẹp, nhìn thấy chưa? Nếu các bác có dịp để đến đây thì đi ghé cái nhà này chơi nhé, ở là khu làng bên các bác, đẹp lắm. Cái nhà này em sẽ làm nguyên một cái clip cho các bác xem nhé, khám phá bên trong nhé. Em hỏi ý kiến bác chủ rồi, thì em sẽ vào nguyên một cái clip khám phá bên trong, nhà rất là đẹp. Cái ngôi nhà này thì em hỏi là cái giá là khoảng tầm 2,5 tỷ các bác nhé. Nhưng mà em sẽ làm nguyên một clip ở bên trong cho các bác nhìn cho nó thỏa thích một tí. À, các bác cùng theo chân em đi tiếp nha các bác nhá. Nhìn vào cái nhà này thì 1, 2, 3, 4, 5 cửa, các bác nhìn rộng, 5 cửa, đồng nghĩa là 5 gian. Cái này mở toang ra thì mùa hè thì thôi rồi, mát, quá mát luôn. Đó là dưới gầm này, cũng là các cột. Nhà này kiểu như dạng cổ nha các bác nhá. Đó, các bác nhìn này. Nhà này cổ này, uống rượu lạng cổ nhớ gầm chú. Vâng, cho quay cảnh đây giới thiệu cho anh em bạn bè biết là chú mình nó đẹp. Nhà này cái nhà sàn nhà họ lấy cái đang làm mộc ấy, đeo vào thôi. Nhìn đẹp chưa? Nhà này cũng rất rộng này. Nhà này phải 1, 2, 3, 4, 5, 6 gian, cái nhà 6 gian đó bác ạ. Bác. Vâng.
Như các bác để ý, cứ một ngăn này là một gian này, cứ ngăn hai cái cột này một gian này, tất cả 6 gian đấy các bác nhé. Đây ôm một tí, 3. Đây mình nhà này, nhà này cũng mới sửa khang trang lắm các bác ạ. Bà nhà bà có cái lạp sườn là gì cho con quay phim luôn. Cô, cho cháu xin quay cái lạp sườn luôn. Cho cháu xin phép quay cái lạp sườn nhà mình làm là tí. Cái này mình tự làm hả cô? Đây là lạp sườn ở trên lạp tơi nha các bác nhé. Vâng. Cái này mới làm hả cô ơi? À. Vâng. Cái loại này phải dưới là phơi nắng nha các bác nhá. Phơi nắng xong bắt đầu để cho nó chua đi, xong bắt đầu mình lấy để chiên ăn mới ngon. Đó. Cái này làm đây là ngoài là bằng cái lòng lợn này các bác này. Lòng lợn. Nhà mình cái này là mới tu sửa xong rồi cô. Chú cháu tham quan qua dưới gần lúc đó. Đặt gỗ bày đầy cái. Tần như cái này là mình sơn lại sao nhỉ? Tút lại. Sơn lại. Nhà đi sơn lại. Nhà này là chú cũng nhà cổ từ ngày xưa cô. Chùa thì rất đẹp. Cái này là cũng sơn hết cả bên dưới bên trên hết nhỉ? À. À rồi. Toàn những cái cột này bằng gỗ. Ở dưới này là cũng bằng gỗ, cái này mình đắp vào để cho đỡ mối lên phải không? Cái đấy là bằng xi măng đấy để nó đỡ âm mục, cái này là trước xi măng. Cái này nó bị mục. Đúng kiểu như gặp nước. Ừ, nó mục mông đấy. Giờ cái này là mối không lên được rồi nhà, loại gỗ này. Mối không lên được đó. Mới cả đắp bê tông này nó cũng không lên được. Tất cả bằng bê tông hết. Cô thấy cháu ở ngoài cổng kia đang thấy mấy con ngựa đang thêm đúng rồi. Cháu gặp mấy con ngựa chắc là gặp cô, cháu không để ý cô hay sao? Nhưng chắc có thể thấy thì cháu không nhận ra. Cô nhìn thấy không? Cháu làm vâng. Vừa gặp mà người quen các bác ạ. Ông bạn học thời ngày xưa. Ở đây toàn các nhà người ta toàn xây cái tường bao vanh vào các bác ạ. Tường cây bê tông này. Tường bằng cây bê tông. À, các bác nhìn thấy chưa? Cái này cũng bằng kiểu như là gầm bằng gỗ hết này, quây bằng gỗ này. Nhìn như này nó mới đống bậc mạc, nhìn nó mới đẹp. Ui, nhà này đẹp thế, các bác nhìn thấy đẹp chưa? Ở trong kia cũng có nhá. Đây, cái nhà đấy nó quây, chỉ quây ở ngoài đỡ kiểu như là đỡ người vào thôi các bác ạ. Còn ở dưới này vẫn để nguyên sơ cái bộ ở dưới gầm này này, quây bằng gỗ đây này. Đó,
nhìn thấy đẹp chưa? Đó. Nhà này thì quay ở bên dưới là bằng cái quay bằng gạch. Ở trên đẹp đấy, các bác nhìn thấy đẹp chưa? Trang trí cũng đẹp phết đấy. Chú à, lần này đi đâu chú? Vâng. À, nhìn đẹp này. Đa phần là những cái nhà còn là kiểu như là dưới là nó hay quay vào nhưng mà vẫn còn nguyên cột nha các bác nhá, chứ không phải là nó làm ở tầng trên là cái tầng bằng sàn nhá, tầng dưới trở lên, nhưng mà vì kiểu như họ quay ở gần đường này, họ quay vào thôi, quay vào đỡ người vào. Đó, các bác nhìn dưới toàn cột, các bác nhìn thấy chưa? Tầng cũng khá chưa, rất là im ắng này. Giờ mà các bác nhìn thấy xưa ấy, đơn sơ quá, đơn sơ các bác nhỉ. Cột này bằng cái cột cổ này, các bác nhìn này, khá thô sơ. Thế dưới gần nhé các bác nhé, ta nhìn thấy gần này. À, đây toàn bộ dưới gầm nhà các bác nhá. Ở đây những cái chân này, chân bê tông này, họ kê lên để cho nó đỡ mục như thế này này. Đây này là kiểu như là gặp nước nhiều ấy, nước mưa cái thứ nhiều nó mục. Đó, dưới gầm. Đây còn gian trái bên này là gian cái gian bếp này các bác này. Cô. Ờ, cháu đi quay phim. Và để giới thiệu cho anh em bạn bè biết ở chỗ nhà thần Hữu Liên ấy. Đúng rồi. Và các bác nhìn thấy toàn là những tấm đề này, chỗ này chưa tu sửa chú. Vâng. Và ngôi nhà này nó mới đẹp chú ạ. Nhà đây mới đẹp, nhưng mình ở đây thì mình cảm giác nó bình thường, nhưng người khác nhìn nó mới đẹp chứ. Đấy đấy thì thầy giáo mới bảo là mình nhà mình ở đây thì chắc chắn là nhìn nó bình thường, kiểu mình ở đây nó quen rồi ấy. Bốc veo ra này nhìn ra đều. Nhìn nét ra rêu phong này nó nhìn nó mới đẹp. À. Nhiều người ta thích cho nhìn cái cảnh này mà. Vâng. Ôi cháu cho chú cháu đi vòng một vòng đây. Vâng. Đây là làng bên. Nhà kia nhà cô kia cũng là. Vâng. Quay máy bay nó nhìn nó mới đẹp, quay flycam ấy. Nó nhìn được toàn bộ trên cao. Cảnh trên cao thì nhìn nó nói chung là quay mỗi kiểu nó một cái cách đẹp của nó, ví dụ quay ở dưới thì nó đẹp ở dưới mà trên cao thì đẹp trên cao. À, đây là toàn những cái chuồng châu bò các bác. Nhà kia cũng đẹp này các bác này. Tiếng khá đẹp.
này này các bác này, nhà nhìn đẹp. Họ che một cái tấm tấm lưới đen ấy vào để che nắng mặt trời đó, còn thực ra nhà rất đẹp đấy các bác. Ngắm từ xa rất đẹp này. Nhà này có 1, 2, 3, 4, 5 gian. Nhà này 5 gian nữa. Em sẽ một vòng qua bên này nhé. Tiếp tục qua bên này xong một vòng. Đây này, cái đường này này. Thì nó sẽ vào cái cổng làm ở đấy, chỗ em bảo ấy. Đó, còn qua đây chắc là qua bên vào rừng hay là qua bên những cái khu nhà lẻ lẻ. Ở đây là tập trung bên này nha các bác nhé. Vừa nãy em đi qua, vừa nãy em vừa qua đường đấy nhá, vòng qua đây này, đây đường này bây giờ em đi qua lên đây. Các bác nhìn ở khu này là chỗ trong này là chưa tu sửa lại, nhìn vẫn còn còn cái nhà gọi là nguyên bản từ ngày xưa, thì các bác nhìn đẹp chưa. Em sẽ một vòng cái này nhá các bác nhá. Đây cái nhà này bạn này. Cô. Nhà đây cũng tu sửa lại rất là đẹp đúng không ạ? Chú. Chỗ nào thấy là xuống thế cả làng này chú? Ở đây có nhà người ta. Có nhà bên này. Vâng. Tắt đi con kính mít sang bên bề nó lên lên trong đó. Vâng vâng. Đấy sang cháu này. Đó ở trước mặt các bác kia là toàn cảnh. Toàn cảnh cái nhà sàn của làng bên nha các bác nhé. Thuộc xã Hữu Liên, các bác nhìn tất cả những cái nóc mái nhà nhìn nó đẹp chưa? Hơi khuất một tí nhưng mà đẹp này. Mé bên này cũng có nhá, các bác nhá, đây này. Đây gần em này cũng có một ngôi nhà này. Ở đây toàn các bác nhìn để ý không? Để ý toàn những cái ngói này. Ngói cũng nguyên bản, ngói từ ngày xưa đấy. Ngói cổ từ ngày xưa này. Ngói âm dương, cái ngói này nặng lắm ấy chú nhỉ? Cháu thấy nó lợp dày lắm à. Nhà mái nối mái nhau. Chín chít ở khu này khoảng tầm mấy hộ hả chú? Có cán bộ xứ tận bước nhà cái nhà kia mà. À. Kiểu khách sạn thì ở dưới đất thì cái thằng dưới rồi. Cái nhà làm của nhà nó. Ở đây có đến 5 chú hộ không chú? Hơn chứ. Hơn à. Đây nhìn đẹp này. Tất cả những cái bên kia là cũng là mấy cái ngôi làng khác. Cả cái thôn kia với thôn này cũng là một. Cũng là hơn 100 hộ nữa tách ra. À kia tách ra đông quá tách ra. Vâng. Thôn này đông là còn lâu phải như mấy hộ. Toàn nóc này nó mới mát. Nó ngói. Nhà trên cao thoáng này còn chiếc chiếc còn ở giữa như cái nhà cái chỗ này nóng lắm. Vâng. Ở trên cao nhìn hơi hơi vướng cây tre một tí. Cây tre trước cái mùa trước bọn tây nó một tỉnh nó sụp nó giống như cái này nó có cây tre trước cái mùa nó kia là ra lá. Chưa ra lá đẹp. Đức nó sụp quay.